Chào cả nhà khỏe không? Lúc này thời tiết chỗ em rất nóng, khoảng 38-39 độ C. Tranh thủ sáng sớm khi còn mát, em ra vườn hái ít lá xương sâm vào làm thịt xương sâm. Đây là dạng xương sâm nhà em, ba trồng đã hơn 10 năm rồi. Em sẽ chọn những lá già em hái, vì lá già khi giò, xương sâm dai rất là ngon. Sau một lúc, em thu hoạch được khoảng 350 g lá xương sâm. Em rửa sạch để ráo nước. Chuẩn bị 12 cái ly để đựng thịt xương sâm. Một thố nước 3 lít để giò xương sâm. Một cái thau to và một cái rây. Trước khi giò, em sẽ trụng nước sôi cái thau và cái rây để đảm bảo vệ sinh. Rửa tay thật sạch, lấy từng nắm lá xương sâm cho vào thau, giò cho dập lá. Ta tiếp tục giò đến khi hết rổ lá. Giò lá xương sâm càng dập càng tốt, để khi cho nước vào dễ giò nát. Khi lá xương sâm dập, ta cho 3 lít nước vào thau. Dùng hai bàn tay giò nát lá xương sâm. Khi giò, bạn miết lá xương sâm. Để lá xương sâm ra chất kết đông nhanh hơn. Bạn sẽ thấy nước lá xương sâm sẽ thay đổi màu từ trong trở thành màu xanh đậm. Bạn càng giò về sau, nước xương sâm nó sẽ ra cái màu xanh đậm và nó có cái chất hơi sệt sệt keo lại. Việc giò nát lá xương sâm hoàn thành khi lá không còn hoặc nhạt bớt màu xanh nguyên thủy, cùng với hỗn hợp màu xanh lá đậm nổi bọt nhiều sền sệt lại. Sau cùng, bạn lọc bỏ phần bã lá xương sâm. Khi lọc bỏ lá xương sâm, em thấy lá xương sâm vẫn còn màu xanh, nên em giò tiếp. Sau khi bỏ bớt phần bã lá xương sâm, em sẽ lọc qua một cái rây. Đổ hỗn hợp lá xương sâm qua rây để lọc đi phần bã lá xương sâm còn lại.
Khi bạn dò lá xem xăm, bạn nên dò càng nhanh càng tốt, vì nếu bạn dò lâu, nước lá xem xăm nó sẽ đông lại, bạn không thể lọc qua rây được. Khi đó bạn sẽ bỏ đi, chứ không thể ăn được. Dùng muỗng vớt bỏ lớp bọt trên mặt. Sau đó rót hỗn hợp vào ly. Em có tổng cộng được 12 ly và một thố nhỏ. Em để hỗn hợp nghỉ trong 2 tiếng đồng hồ ở nhiệt độ phòng. Sau đó em cho vào tủ lạnh ăn dần. Em không để hỗn hợp xăm trong thố bự là tại vì nếu ăn không hết thì xăm nó sẽ bị ra nước. Rót vào ly như vậy mỗi lần ăn một ly. Cho thịt xinh xinh vào tủ lạnh. Sau 2 tiếng, thịt thông. Dùng dao cắt thành cối vuông. Để cho vào ly cho đẹp. Múc thịt vào ly. Cho thêm đường. Cho thêm sữa tươi. Khuấy đều và thưởng thức. Vị thịt mềm mịn tan ra trong miệng, rất thích hợp để giải nhiệt cho mùa hè. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chào cả nhà.